Em nói với anh chị này, đơn hàng nên là đơn hàng quốc tế, từ đầu là không được bóc hàng, không được mở hàng. Anh chị cầm vô mở ra xem. Không đặt thì chị đừng có đưa kiểm hàng, đừng có xem. Giờ chị bóc hàng ra xé xong, giờ về hắn thấy dấu niêm phong này bị xé, bọn em chốt đền 1-3 đơn hàng. Đơn hàng được 7.000 mà giờ hắn bắt chốt đền 2 triệu mấy. Chị thấy cũng ăn nước không? Ví dụ như hắn quăng lưu đàn trong này như chị cũng kiểm tra như chị cũng thấy gì ạ? Đặt hàng shipping từ nước ngoài về, cặp vợ chồng tự ý bốc ra rồi không nhận khiến shipper mất tiền oan. Thân cò lặn lội đi ship hàng kiếm từng đồng tiền nắng mưa gian khó. Thế nhưng mới đây, khi anh shipper giao hàng đến cho một cặp vợ chồng, chị vợ nói anh shipper đứng đợi chị vào lấy hàng. Trong khi anh chồng ở ngoài tự ý xé bao bì để kiểm tra hàng, sau đó anh chồng đã không đồng ý nhận đơn. Vì sau khi xé bao bì, dấu niêm phong bị mất nên anh shipper phải đền gấp 3 lần giá trị đơn hàng nếu trả hàng lại. Không, em nói với anh chị từ đầu rồi, đơn đi đơn shopee quốc tế không được kiểm hàng. Anh không nhận thì từ đầu em đi là có phải khỏe không? Anh chị bảo để chị vô chị lấy tiền, rồi anh ở ngoài anh bóc. Không phải bóc, thì là tăng nghỉ nên mà hẳn trong kiểu cái nút như này. Có cái nút đấy này em chỉ có làm bơm to ra, em bóc ra nó phải nút. Cái nút thế này thì em dạy nghỉ nút đi, có lẽ có cái bơm đóng nữa. Nếu mà không rỡ trên ấy, trong ấy chỉ còn một cái cây chi thôi này. Ví dụ như hồi quăng lưu đàn trong này như chị cũng kiểm tra như chị cũng thấy gì ạ? Nói là bay trục cho nào luôn, bên em vẫn bay tấm mây mà. Mặc dù anh shipper đã giải thích rất nhiều và rất lâu với đôi vợ chồng, nhưng hai người vẫn kiên quyết không lấy hàng. Đã cứ gửi ra ngoài Long Biên. Không có Long Biên chứ mua anh ạ, đơn đi bên quốc tế gửi về đây. Quốc tế nhưng mà hàng gửi về Trinh Công là mô, ở Long Biên đúng không? Luôn biến mới gửi về đi Trung Quốc, gửi về chụp đấy được á. Do đơn hàng được niêm phong kỹ lưỡng, anh shipper chỉ có nhiệm vụ giao hàng đến cho khách. Khách hàng lại không biết có gì bên trong nên cũng không dám nhận hàng nếu không được kiểm tra. Sự việc sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng chính sách không cho kiểm hàng của đơn vị vận chuyển có nhiều vấn đề phát sinh gây bất tiện cho khách hàng. Một số người khác lại cho rằng đôi vợ chồng đã có hành động không đúng khi đã kiểm hàng nhưng vẫn không chịu nhận hàng. Đồng thời cũng cảm thấy xót xa trước hoàn cảnh mất tiền oan ức của anh shipper. Một số ý kiến khác được cộng đồng mạng để lại. Giao kiểu này thì nên gọi điện báo trước là hàng không được mở, không lấy thì thôi đỡ mất thời gian đến gửi. Nên bỏ hết những nhà bán hàng không cho kiểm tra vì cũng có nhiều khách hàng bị lừa rồi. Thật ra không cần phải đền gấp 3, chỉ cần mình trả tiền đơn hàng là được thôi. Coi như số anh hôm nay không được tốt vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.